thưa quý vị, vừa qua khoa thương mại của trường Đại học Văn Lang đã tổ chức một buổi talk show liên quan đến hai ngành học mới vừa được đưa vào đào tạo là phân tích kinh doanh và hành vi thương mại. Hai ngành học này có tầm quan trọng như thế nào? Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi trong phóng sự ngay sau đây. Talk show phân tích kinh doanh, hành vi thương mại, nhu cầu thiết yếu trong kinh doanh của khoa thương mại trường Đại học Văn Lang có sự tham gia của đông đảo sinh viên và đặc biệt là sự chia sẻ từ ông Trần Bằng Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đông Á Solution, một doanh nhân rất nổi tiếng trong giới kinh doanh. Bằng kinh nghiệm thương trường của mình, ông Trần Bằng Việt đã chia sẻ và dành lời khuyên rất nhiều với các bạn sinh viên. Nhiều câu hỏi đến từ những sinh viên năm nhất của khoa đã khiến ông rất thích thú vì sự năng động, đam mê kinh doanh và ước mơ trở thành những startup trẻ. Hiện nay thì khoa thương mại có ngành kinh doanh thương mại và với hai cái chuyên ngành mới là phân tích kinh doanh và hành vi thương mại. Đối với lại chuyên ngành phân tích kinh doanh thì người học sẽ được học về việc phân tích về dữ liệu cũng như là dự báo trong kinh doanh. Các bạn cũng sẽ biết được về phân tích về tài chính cũng như là đánh giá được những cái dự án đầu tư. Và trên cái cơ sở đó thì các bạn sẽ có được những cái tư duy về phân tích và cũng như là có được những kiến thức để góp phần cho việc bạn ra những cái quyết định đúng trong cái quá trình mà bạn kinh doanh hoặc là khi mà bạn khởi nghiệp. Thương mại là một ngành học được nhiều bạn trẻ yêu thích, đặc biệt là với những ai đam mê kinh doanh, thích làm giàu bằng chính những ý tưởng của mình. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của các doanh nghiệp và với xu thế của xã hội, ngành học về phân tích kinh doanh và hành vi thương mại được ra đời để giúp cho sinh viên thương mại trang bị thêm những kiến thức để phục vụ cho công việc tại các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp nước ngoài đã và đang phát triển kinh doanh tại Việt Nam. Là một ngành học kinh tế, trường Đại học Văn Lang không ngừng cập nhật các xu hướng, định hướng kinh doanh mới trong các doanh nghiệp, từ đó đào tạo một cách chính xác và đầy đủ những gì mà các doanh nghiệp cần, đồng thời cũng giúp cho các bạn sinh viên khi ra trường có thể khởi nghiệp trên nền tảng kiến thức một cách tốt nhất.